Xin chào các bạn đã trở lại với số hỏi đáp thứ 36 của show công nghệ TRD. Và hôm nay mình sẽ là người đọc câu hỏi, còn anh Lương sẽ là người trả lời những thắc mắc của các bạn đã gửi đến chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hiếu Minh. Câu hỏi đầu tiên thì bạn có hỏi là bạn nên mua Dell G3 3579i50 ạ. Em học IT, nhu cầu học là chính, chơi game là phụ thôi ạ. Em có chắc em là học là chính, chơi game là phụ không? Anh cam kết với em tất cả các em sinh viên hầu như đều chơi game rất nhiều. Nhưng thực ra chơi game thì không phải là xấu. Thưa em, là 3579 thì nó là một trong những cái mẫu gaming mới nhất và thành công của Dell. Mẫu này bản thân anh cũng nói thực sự là bán rất nhiều. Được cái là cấu hình của nó cũng đơn giản, không quá ngầu và khả năng nâng cấp khá tốt. Máy trang bị vi xử lý i5 đời 8, nó nhân số lõi nên là 4 lõi 8 luồng. Nó sẽ tương đương với kiểu i7-7700HQ, RAM 8GB. Và bản i5 thì nó sẽ có cả màn hình Serie 10 GTX 1050, rất ổn định. Và chiếc máy này thường nếu mà em mua thì cố gắng nâng cấp từ cái ổ SSD cho nó dùng sẽ rất là ngon em ạ. Các phần mềm sử dụng đồ họa em có thể sử dụng mượt mà hết luôn, kể cả Photoshop, AutoCAD hay Adobe Premiere, vân vân. Và kể cả những cái game mà đang hot trên thị trường, ví dụ như PUBG thì vẫn có thể chơi rất ngon em nhé. Câu hỏi thứ hai là của bạn Vegata. Thì bạn có hỏi là về chiếc ThinkPad V50. Câu hỏi đầu tiên thì bạn hỏi là nhu cầu của mình là về Adobe và làm mấy cái như Photoshop, Illustrator và học thêm về After Effects, thì P50 với M1000M có đáp ứng được không ạ? ThinkPad P50 đi kèm SSD 256GB và muốn thêm một ổ HDD 1TB thì có giá là bao nhiêu? Con này so với ZBook G3 Studio như thế nào ạ? Về màn hình, âm thanh, gõ phím, tản nhiệt thì có so được với ThinkPad không ạ? Anh trả lời thẳng thắn với em nhé. Ví dụ các phần mềm của em thì chiếc P50 nó hoàn toàn có thể đáp ứng ngon lành. Còn với cấu hình em hỏi đó là ổ SSD 256 cùng theo ổ 1T, nó sẽ có giá khoảng 25 triệu cho M1000M. Nhưng nếu có điều kiện thì theo anh nên cố gắng một chút, em thêm khoảng 1 triệu rưỡi thì em lên cái M2000M với dung lượng 4GB thì nó hỗ trợ đồ họa tốt hơn em ạ. Chứ còn nếu với dung lượng M1000 với dung lượng 2GB thì hơi đuối một chút. Còn nếu mà em so sánh với con ZBook G3 Studio, nếu mà khả năng tản nhiệt thì anh nói luôn Studio không có tuổi để so sánh với P50. Bởi vì nó thực sự ThinkPad họ làm cái hệ thống tản nhiệt quá tốt, và kể quạt hiệu năng hoạt động rất êm. Mặc dù là chiếc Studio G3 thì rất là êm ái, và kể cả nó hoạt động thì anh cũng đã test rất là mát. Và thiết kế của chiếc G3 thì có vẻ như nhìn một chút nó mỏng và sang trọng hơn so với P50. Và P50 thì thực ra thì những bạn phải có cái sự tìm hiểu và có sự đam mê thì chúng ta mới mua. Còn nếu mà đánh giá thì anh đánh giá P50 sẽ hơn một chút so với chiếc Dell ZBook Studio về khả năng tản nhiệt. Còn nếu âm thanh thì anh nói luôn âm thanh thì con Studio chắc chắn sẽ hay hơn đấy. Còn P50 thì thực ra nó không mạnh về âm thanh em ạ, mà nó mạnh về cái khả năng nhập liệu bàn phím, hoạt động bền bỉ cũng như khả năng dẫn nhiệt của P50. Rất ok luôn em ạ. Câu hỏi thứ ba là của bạn Bom Trần. Bạn có hỏi là laptop bãi là có dùng ok không ạ? Thế nào là hàng bãi? Và nếu mua laptop cũ thì nên mua cách hiện tại năm 2019 mấy năm thì ngon ạ? Em ơi, thực ra laptop bãi thì nó chủ yếu là sách từ các thị trường, ví dụ là Nhật này, Pháp này, Mỹ, nói chung là những cái nơi điều kiện nước ngoài. Ví dụ các dòng bãi của HP thì ở Việt Nam phổ thông sẽ có dòng EliteBook này, dòng các dòng máy Woodison này, và có thêm rất nhiều dòng máy khác. Và chủ yếu các liên hạn nó sẽ sản xuất, nếu mà bền thì em nên mua các dòng máy từ 2014 đổ lên. Bởi vì chiếc máy tính thì thường nó sẽ có thời gian sử dụng. Thường một chiếc máy tính để sử dụng bền tốt thì nó sẽ khoảng từ 3 đến 7 năm. Nếu như mua những chiếc đời cũ quá có thể là nó vẫn có thể dùng được, nhưng với cái công nghệ thì có thể là lỗi thời em ạ. Nói chung để là một đầu tư một chiếc máy bãi ngon thì anh nghĩ cũng phải đầu tư khoảng 5-6 củ. Những chiếc máy chủ yếu được trang bị cấu hình i5, i7 và chú ý một chút là nên cố gắng mua CPU từ đời 3 hoặc đời 4 là ổn nha em nhé. Còn đời cũ quá thì thôi em ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Ly Hùng. Bạn có hỏi chiếc Dell 3420 Core i3 có thể nâng cấp SSD được không ạ? Em ơi, tất cả các dòng laptop mà nó sản xuất anh cho từ khoảng 2008 thì máy đều có thể nâng cấp SSD. Những cái dòng máy mà chạy chip người ta gọi là Core i, ví dụ 2010 đổ lên hoặc 2011 thì nó có thể đọc được SATA 3. Em hoàn toàn em có thể nâng cấp được. Chú ý máy của em sẽ dùng ổ cứng 2,5 inch truyền thống, mà nó giống như cái ổ laptop ấy, nhưng nó không phải là nhỏ như ngón tay đâu. Ổ nhỏ như ngón tay thì còn gọi là ổ M2, và thậm chí những dòng cũ hơn nó gọi là M-SATA. Còn của em sử dụng chuẩn ổ 2,5 inch em nhé. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Sói Con. Bạn có hỏi là có nên mua Dell 7577 Core i7 7700HQ hay là Dell G3 i5 8300H hơn ạ? Hai con CPU này thì nhỉnh hơn không anh? Nếu mà nói về mặt lý thuyết thì i5 8300H sẽ có hỗ trợ tốt hơn bởi vì chiếc máy được sản xuất mới hơn.
Còn nếu mà tính với khả năng render thì chiếc i7-7700HQ nó sẽ hơn em ạ, nhỉnh hơn hẳn luôn. Chứ còn H thì nó sẽ kết hợp với cả RAM này, ổ cứng này và thậm chí là cặp màn hình. Còn nếu mà test kiểu cùng một con cấu hình mà chẳng cặp màn hình thì có đôi chút có thể là con 8300H nó sẽ nhỉnh hơn em ạ. Nhưng mà khả năng render thì nó thua em ạ. Em nhớ nhá, nếu mà em sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mà liên quan yếu tố render 3D hay render video thì con 7700 anh nghĩ nó sẽ hơn em ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Chí Hiếu. Bạn có hỏi là mình hay chơi game nặng nhiều trên laptop thì có cần thường xuyên tra keo tản nhiệt không ạ? Máy mình là Acer Nitro 5 bản i7. Hiếu chú ý cho anh nhá, thường thì anh vẫn khuyên khách hàng đó là lên cài thêm các phần mềm theo dõi máy của em. Ví dụ như anh đang dùng mới đi Afterburner. Thứ nhất là em sẽ theo dõi nhiệt độ của GPU cũng như CPU. Nếu nhiệt độ quá nóng ở mức khoảng 85 đến 90 độ C thì chắc chắn máy em sẽ phải bảo dưỡng. Bởi chiếc máy nó quá nóng thì dẫn đến hiện tượng treo giật. Đôi khi chiếc máy của em nó sẽ giảm hiệu năng và thậm chí có thể tắt nguồn, ảnh hưởng đến cái phần cứng của máy em ạ. Thì nên chú ý, còn nếu mà nhiệt độ nóng quá cao thì chắc chắn em phải bảo dưỡng. Còn thường chu kỳ bảo dưỡng một chiếc máy thường khoảng 1 năm em nhá, sau khi mà mình mua máy và hết bảo hành. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lâm Đỗ. Bạn có hỏi về chiếc Dell E6530 dùng Win 7 thì bắt wifi bình thường, nhưng khi cài sang Win 10 thì cắm sạc wifi không bắt được, icon wifi bị X đỏ, khi bỏ sạc ra thì wifi bắt bình thường. Các bác cho em hỏi là bị thế nào? Em cài bản 1803 đã thử thay cả wifi nhưng vẫn bị như thế ạ. Trường hợp này thì anh nghĩ là chắc là có thể là do em cài hệ điều hành nó bị lỗi thôi em ạ. Bởi vì Win 7 nó dùng bình thường thì không có lý gì Win 10 nó lại không dùng được. Bản thân anh cũng bán hàng con 6530 này, anh cài Windows 10 chạy hoàn toàn bình thường. Anh cũng không để ý là các em ở dưới nhà nó cài bản 1803 hay bản gì, nhưng khẳng định em là Win 10 nó chạy hoàn toàn bình thường mà không bị lỗi wifi em ạ. Nên cài lại thử hệ điều hành chuẩn xem có ok không. Nếu cài lại hệ điều hành không được thì lên update cái phiên bản BIOS mới nhất để cho nó máy nó hỗ trợ Windows 10 thì anh nghĩ sẽ là ổn em ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tưởng Cherry. Bạn hỏi là anh tư vấn giúp em 40 triệu lòng gaming của Dell và NSI, cụ thể là màn hình đẹp, cấu hình mạnh trong tầm giá. Em cảm ơn anh ạ. Gaming trong tầm 40 củ thì anh nghĩ là em nên mua Alienware. Thứ nhất là máy nó rất là bền, nó có thương hiệu mà khả năng xuống giá nó cũng cao. Còn nếu mà thích kiểu màu mè thì anh nghĩ MSI cũng được. Trong tầm này thì cũng khá là nhiều sự lựa chọn. Nếu mà mua con Alienware thì nó sẽ có ví dụ 15R4 trang bị vi xử lý, đó là Core i7-8750H, 612 luồng. Và cặp màn hình thường nó là 1060OC. Được cái là trên dòng Alienware nó có tính năng ép zoom cho cặp màn hình. Anh thấy khá là ổn, có giá là khoảng 41 triệu. Còn nếu mà MSI thì cũng có khá nhiều, thường cũng được trang bị i7 và cặp màn hình 1060 thì tùy em thôi. Còn với anh thì anh sẽ thiên về Alienware hơn. Hoặc là em có thể ngó một số mẫu của HP, mà cái mẫu Omen thì mới anh thấy rất là hay luôn. Màu sắc cũng đẹp, thiết kế cũng ngầu mà chạy mát phết. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Việt Huỳnh 76. Bạn có hỏi là có nên sạc laptop liên tục không ạ? Có nên việc lạm dụng việc vừa sạc vừa chơi game trong thời gian dài không? Anh tư vấn giúp em sạc như thế nào đúng cách? Em ơi, việc em làm đồ họa cũng như chơi game, khuyến cáo em chắc chắn em phải cắm sạc rồi. Bởi vì nếu mà em không cắm sạc thì hiệu năng của máy nó sẽ giảm xuống, thậm chí là nó sẽ không chạy cả màn hình. Còn nếu mà việc em muốn dùng pin muốn tốt ấy, thỉnh thoảng thì cứ 5 đến 7 ngày em sạc pin một lần, vừa dùng vừa sạc bình thường không ảnh hưởng gì cả. Chỉ nhớ là thỉnh thoảng sạc pin cho anh thôi. 5 đến 7 ngày có nghĩa là pin đang 100%, em sạc xuống khoảng 5-6%, em cắm sạc và em sạc tiếp. Và chú ý là khi không dùng máy nữa thì nên tắt máy đi và không nên cắm sạc qua đêm, để tránh những trường hợp mà chập cháy nguồn điện chẳng hạn, hoặc sạc lâu quá thì pin nó đầy nó no, chúng ta mà không sạc thì nó cũng là không tốt em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Anh Nguyễn. Bạn có hỏi là giữa Dell 7586 và Dell 7573 hoặc là HP Spectre X360 bản 2019, tất cả đều màn hình 4K thì nên chọn máy nào? Nhu cầu của bạn là màn hình to, loa tốt và màn hình đẹp nữa. Để xem phim, nghe nhạc là chính, thi thoảng thì làm bài tập liên quan đến máy chiếu và chơi game LOL. Nghe cũng khoai phết đấy. Thực ra con Spectre X360 phiên bản năm 2019 thì anh đánh giá thiết kế rất ok, màn hình cũng đẹp. 7573 thì anh thấy con Imperial này màn hình không được xuất sắc cho lắm. 7586 thì thực tế thì anh cũng test rồi nhưng mà cũng không được xuất sắc cho lắm. Nhưng mà trong cái phân khúc màn 4K thì anh thấy là con X360 là cho cái hệ số màu chuẩn nhất. Còn nếu ngó một chút, nếu mà em thích kiểu 4K thì anh nghĩ XPS nó là cái màn hình đẹp nhất. Anh thấy là test các loại màn rồi, thấy con màn hình ISO của XPS màn 4K nó tuyệt vời luôn. Thì em chú ý xem mua hay không em nhé. Còn các dòng Imperial thì nói em thôi, 4K này mang tiếng cho nó oai thôi, nhưng mà thực tế test thì nó cũng không được đẹp cho lắm.
Câu hỏi thứ 12 là của bạn Duy Nguyễn. Bạn có hỏi là bây giờ em mua Dell Latitude E6530 thì chơi được ló lời không ạ và xài bền không? 6530 thực tế thì dòng máy được sản xuất 2013. Con này thì anh nói luôn độ bền thì châu bò, 810G, dùng rất bền luôn. Ló lờ chơi thoải mái em nhá. Và con này được cái đồ đạc thay thế rất rẻ, khấu hao thấp em ạ. Giá khoảng 6 đến 7 triệu là em đã sở hữu một con ngon. Chú ý là muốn chơi game mà làm đồ họa nhanh thì trang bị ổ cứng SD và RAM 8GB là ngon em ạ. Câu hỏi bạn Dũng Phạm Trung thì bạn có hỏi là có nên giới hạn FPS không ạ? Và nếu làm thì cần làm như thế nào? Bạn đang dùng card MX130 2GB và màn hình 60Hz. Thực ra cái trò giới hạn FPS thì chẳng qua là cho cái máy nó ổn định thôi. Chứ còn nếu mà FPS với cái cấu hình của em mà nếu mà nó khủng ấy thì không phải giới hạn làm gì. Còn thực ra với con card màn hình MX này thì chắc chắn máy của em là chip U rồi. Thì nó thuộc dòng phân khúc máy kiểu tầm trung đồ họa chơi game nhẹ nhàng thôi. Nếu em giới hạn FPS mà thấy máy nó ổn định, không lag giật gì cả thì lên để cái mức FPS chuẩn theo cái cấu hình máy của em. Còn nếu mà em không để khóa mà chơi những cái tựa game mà nó nhẹ thì thôi cứ kệ nó thôi. Nó làm sao tùy mà game nó sẽ tự động điều chỉnh. Hoặc là em có thể điều chỉnh trong cái setting trong game, dùng làm sao cho nó tốt mà cảm thấy chơi ok là ngon lành rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn NMH Channel thì bạn có hỏi là em đang học IT, hướng tới code Android, web, Photoshop thì định mua Dell M4800 có ổn không ạ? M4800 mà dùng cho dân lập trình thì anh nghĩ rất là tốt. Nhược điểm duy nhất của M4800 là hơi lặng một chút. Còn CPU con này cũng rất khỏe, RAM có thể tối đa 32GB. Đồ đạc thay thế ok, mà dòng này thì các kỹ sư đồ họa cũng dùng rất nhiều. Nếu trong phân khúc từ khoảng 15 triệu đến 17 triệu nếu mà tìm một chiếc máy châu bò thì anh nghĩ M4800 là một đối thủ rất là ký. Nhưng mà nếu mà em muốn hướng đến lập trình thì theo anh thì nên nghiên cứu thêm một con nữa, đó là HP ZBook 15. Con này cũng cạnh tranh rất khủng mà giá lại rẻ khoảng 2 củ. Còn thực ra mà em có một con nữa mà gõ phím ABC với cả quạt chạy ổn định ấy thì có con VK540 hoặc VK541 của dòng ThinkPad. Con này dân lập trình dùng cực kỳ nhiều luôn, thì em chú ý em nhé. Và bây giờ thì cũng là cái câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Cũng như mọi hôm thì anh em cần tư vấn này, cần đánh giá dòng sản phẩm hoặc là thắc mắc gì đó thì anh em cứ vui lòng đặt câu hỏi ở bên dưới những cái video như này, anh em mình sẽ thay nhau trả lời. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.